Chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm vừa tổ chức hội nghị lần thứ 53 cho ý kiến chuẩn bị đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị đã nghe thảo luận cho ý kiến công tác tổ chức, công tác cán bộ cho ý kiến vào dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, cấp tiến tới đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau khi nghe nội dung các dự thảo kế hoạch và ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các ngành liên quan bổ sung các giải pháp thực hiện chi tiết ý kiến sớm hoàn thiện kế hoạch để ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được đưa ra tại cuộc họp. Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân huyện Hạ Lang vừa đến giám sát tình hình quản lý khai thác, vận hành và đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện. Theo báo cáo về việc quản lý khai thác vận hành hệ thống lưới điện nông thôn từ năm 2021 đến nay, hiện trên địa bàn huyện có 121 trạm và trên 212 km đường dây lưới điện trung áp 35 kV với tổng chiều dài 200 km. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2023, có 8.256 khách hàng sử dụng điện, trong đó điện sinh hoạt có 7.461 khách hàng, điện ngoài sinh hoạt có 795 khách hàng, có 7.824 công tơ 1 pha, 432 công tơ 3 pha, có 37 công trình điện đầu nối vào hệ thống lưới điện do công ty điện lực quản lý vận hành. Đến nay, điện lực huyện đã cấp điện cho 100% xã thị trấn, công tác bảo dưỡng, nâng cấp cải tạo hệ thống lưới điện được thực hiện thường xuyên, không xảy ra tình trạng ngừng giảm mức cung cấp điện do thiếu nguồn. Tuy nhiên, do đặc thù của huyện miền núi, dân cư thưa thớt nên hầu hết lưới điện hạ áp, các trạm biến áp ở khu vực nông thôn có bán kính cấp điện dài, một số vận hành lâu năm, dây dẫn cũ nát, dây trần. Chất lượng điện áp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị ngành điện cần tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện, đầu tư nâng cấp cải tạo đường dây hạ áp không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, các trạm biến áp quá cũ phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền ý thức bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, kiểm tra kiểm soát chất lượng vận hành lưới điện, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn huyện. Thành ủy Cao Bằng và huyện Nguyên Bình vừa tổ chức hội thi dân vận khéo năm 2023 nhằm tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gắn kết nhân dân, công chức, viên chức qua những mô hình dân vận khéo thành phố có 16 thí sinh đến từ các chi đảng bộ khối xã phường và các chi đảng bộ thuộc khối cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp tham gia. Thông qua hình thức sân khấu hóa, các thí sinh đã thể hiện 3 phần thi: giới thiệu về mô hình dân vận khéo, xử lý tình huống và thi kiến thức hiểu biết thông qua thuyết trình, biểu diễn tiểu phẩm giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan đơn vị địa phương mình. Qua các tiểu phẩm, các thí sinh cũng đã nêu bật được vai trò đặc biệt quan trọng của công tác dân vận trong việc hòa giải các mâu thuẫn ở khu dân cư, công tác vận động nhân dân đồng thuận và thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, năm giải khuyến khích cho các đơn vị có thành tích xuất sắc, đồng thời chọn cử hai thí sinh xuất sắc đại diện cho hai khối tham gia hội thi cán bộ dân vận khéo cấp tỉnh trong thời gian tới. Tại huyện Nguyên Bình, tham gia hội thi có 21 thí sinh đến từ các chi đảng bộ thuộc khối các cơ quan và các xóm tổ dân phố, xã thị trấn trên địa bàn huyện. Sau khi giới thiệu mô hình dân vận khéo, các thí sinh giới thiệu cách tuyên truyền hay, vận động khéo, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm thực hiện hiệu quả của mô hình dân vận khéo mà mình đã tham gia xây dựng. Các thí sinh đã có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, xây dựng nội dung mô hình dân vận khéo với nội dung phong phú, đa dạng, sinh động, sát thực tế, hoàn thành tốt các phần thi theo quy định. Đặc biệt phần thi xử lý tình huống, các thí sinh thể hiện phần thi tự tin, xử lý tình huống đúng trọng tâm. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi. Ban Chỉ huy quân sự huyện Bảo Lạc đã tổ chức diễn tập tiếp nhận lực lượng dự bị động viên trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Cuộc diễn tập gồm các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị động viên hành quân vào khu vực tập kết huấn luyện chiến đấu. Do làm tốt công tác chuẩn bị Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận, tiếp nhận nhanh gọn, đảm bảo an toàn, đúng quy định, đạt 100% quân số theo chỉ tiêu giao. Qua đó nhằm đánh giá khả năng trình độ, năng lực lãnh đạo, phương pháp hiệp đồng trong đơn vị dự bị động viên, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế. Sáng nay, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Cho đến nay, 8 hội nghị toàn cầu đã được tổ chức với các chủ đề khác nhau. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ tập trung thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến với các nghị viện thành viên trên thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần 500 đại biểu, trong đó hơn 300 đại biểu quốc tế tham dự với nhiều hoạt động phong phú đa dạng tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có phát biểu quan trọng chào mừng đại biểu quốc tế và trong nước tham dự hội nghị. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng sẽ có thông điệp gửi tới hội nghị. Từ nay đến cuối năm, dự kiến còn khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng cần được giải ngân, nhưng sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn khá yếu. Tính đến cuối tháng 8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 12,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,33% so với cuối năm 2022. Mức này chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Từ nay đến cuối năm, dự kiến vẫn khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng cần được giải ngân. Nhưng sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn đang khá yếu. Đồng thời, những vướng mắc phải được tháo gỡ thực chất mới thúc đẩy hiệu quả nguồn lực này, từ đó đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Cùng với lãi suất cho vay vẫn ở mức cao, doanh nghiệp còn phải chi trả những khoản phát sinh khác như bảo hiểm. Dù ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nhưng một số bất cập vẫn tồn tại, khiến chi phí tài chính nói chung vẫn là sức ép lớn với doanh nghiệp. Doanh nghiệp vay được thì ngại chi phí cao, còn doanh nghiệp chưa vay được lại lo ngại về điều kiện. Ngay cả khi cho vay tín chấp, cho vay theo dòng tiền để giảm bớt các điều kiện về tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được sự minh bạch. Vì vậy, số ngân hàng có dư tiền muốn cho vay cũng rất khó. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua, Chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước phối hợp với các cơ quan địa phương theo dõi sát tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ với các chính sách khác để ưu tiên hơn nữa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với sự vững ổn định kinh tế vĩ mô. Với vị trí láng giềng, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ lâu đời, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ. Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 89,1 tỷ USD. Về đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2023, đầu tư của Trung Quốc đạt gần 1,3 tỷ USD với 233 dự án, là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn thứ ba tại Việt Nam sau Singapore, Nhật Bản. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì các hình thức trao đổi, tiếp xúc linh hoạt. Qua đó, hai bên đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí trong nhiều biện pháp cụ thể về thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước, góp phần tạo cơ sở vật chất quan trọng cho thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam Trung Quốc trong thời gian tới. Hai bên nhất trí nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là trong lĩnh vực đường sắt, đường bộ, hạ tầng cửa khẩu, nâng cao hiệu suất thông quan, duy trì giao thương thông suốt, bảo đảm chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng. Phía Trung Quốc khẳng định sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhất là hàng nông sản, tăng thêm hạn ngạch cho hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc đi nước thứ ba, mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán với phía Trung Quốc mở cửa thị trường cho nhiều sản phẩm thế mạnh của Việt Nam, qua đó tạo điều kiện hơn cho hàng hóa, nhất là hàng nông thủy sản của Việt Nam thâm nhập thị trường này. Hiện có đến hơn 100 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung, kể cả những trường đại học có chất lượng hàng đầu. Năm nay, trong đợt tuyển sinh đại học đầu tiên, có tới 20% thí sinh đỗ đại học nhưng không đăng ký nhập học. Nhiều trường đã thông báo xét tuyển bổ sung. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung 210 chỉ tiêu cho 12 ngành đào tạo tại phân hiệu Vĩnh Long. Nhiều ngành trong số này phải mở rộng phạm vi tuyển sinh cả nước thay vì chỉ tập trung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như trước. Đàm nào, tại phân hiệu Vĩnh Long của nhà trường cũng phải tuyển bổ sung. Trong số hơn 100 trường thông báo xét tuyển bổ sung, ngoài những gương mặt cũ, Năm nay xuất hiện cả các trường top trên. Thậm chí các ngành tuyển bổ sung tại các trường này lại là những ngành vốn được xem là hấp dẫn như khối ngành sức khỏe, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh. Dù năm nay các trường xét tuyển bổ sung từ sớm, trước cả khi kết thúc đăng ký nhập học đợt 1, thậm chí còn công bố luôn cả chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển bổ sung, nhưng số lượng thí sinh tham gia không nhiều. Điều này cũng được các chuyên gia dự báo từ trước, dù có đến 20% thí sinh từ chối nhập học trong đợt 1. Theo các chuyên gia dù thí sinh tham gia xét tuyển ở đợt nào, thì nguyên tắc chọn ngành, chọn trường vẫn là ngành muốn học và thích học. Những thí sinh không trúng tuyển bổ sung không được quay về các trường đã trúng tuyển đợt 1 để nhập học. Từ ngày 15 tháng 9, nhân dân, du khách sẽ không được mang túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần ra đảo Cô Tô, Quảng Ninh. Đây là quyết định sau một năm huyện đảo này thử nghiệm việc khuyến nghị nhân dân, du khách không mang túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần và vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường ra đảo khuyến nghị này sẽ thành yêu cầu bắt buộc không cho phép. Huyện đảo đã thành lập tổ kiểm soát ở cầu cảng Côn Tô, không chỉ áp dụng cho nhân dân, du khách mà đối với các tàu chở khách, chở hàng nếu không chấp hành quy định này sẽ không được cập cảng. Cùng với đó, tất cả cơ quan đơn vị hành chính, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện đảo không được sử dụng túi ni lông đồ nhựa dùng một lần. Chuyển sang tin quốc tế, đại dịch Covid-19 đã làm chậm tiến độ hỗ trợ trẻ em thoát nghèo. 333 triệu trẻ em trên toàn thế giới hiện vẫn sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Đây là nội dung báo cáo mới nhất vừa được công bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới. Theo báo cáo của hai tổ chức trên, nỗ lực giúp các em thoát cảnh nghèo đói đã bị ảnh hưởng và chậm lại so với kế hoạch là mất đi cơ hội thay đổi hoàn cảnh sống của 30 triệu trẻ em. Kết quả là khoảng 17% số trẻ em trên thế giới vẫn sống ở mức ít hơn 2,15 USD một ngày. Thực tế này là thách thức đối với mục tiêu đầy tham vọng của Liên hợp quốc là đến năm 2030 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nghèo đói cùng cực ở trẻ em. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới kêu gọi các nước ưu tiên giải quyết tình trạng nghèo đói ở trẻ em. Bản tin 9 giờ 10 hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.